Dạ vâng, em chào các bác. Hôm nay thì em về được hai đôi loa Ramsa các bác này, hàng bãi Nhật ha. Hai cặp Ramsa A500. Đấy, và em còn một cặp loa Ramsa A200 các bác này. Đấy, cái đời này thì thấp hơn cái đời A500 ha. Đấy, và dưới đây thì em có ba đôi chép kèn CBL ha, và một cặp chép của Victor CVC các bác này. Đấy, một vĩ mặt súp ha, một cái bát súp, và đây là bốn cặp chép ha, CBL và của Boss. Rồi em quay cho các bác xem, em có ba cặp chép CBL này. Đấy, đây là những cái họng kèn em mua về em ráp sẵn cho các bác ha. Đấy, họng kèn này các bác này. Đấy, kích thước đây ha. Nó dài hơn một gang tay của em này. Đấy, và bề cao nó tầm 10 cm ha. Đấy, ngang tầm 30 các bác. Cho các bác nào mà để lên thùng ha, mình có thể để lên cái thùng các bác. Đấy, chép kèn mình để lên đây này. Đấy, mình tăng cái dải chép lên ha, và nó cũng khá là thẩm mỹ này. Đấy, để cho những cái loa, hoặc là các bác có thể dùng để lên thùng cũng được. Đấy, rồi, và đây là bên hông đây. Đấy, chép CBL2412H này, made in USA ha, được tháo trong loa CBL8340. Đấy, made in USA các bác này. Em có 3 cặp ha, có một cặp Mexico. Đây, cặp này Mexico này, 2412H ha, made in Mexico. Đấy, Mexico với USA thì nó cũng một thứ một các bác, như nhau hết ha, chất âm như nhau hết. Đấy, không khác gì hết các bác. Rồi, đây là cặp thứ ba đây, cặp này USA. Hai cặp USA và một cặp Mexico. Đấy, 2412H ha, made in USA này. Rồi, ba cặp chip kèn CBL. Tiếng cực kỳ hay rồi, các bác có thể dùng nghe nhạc hoặc là hát karaoke thoải mái ha. Đấy, và các bác mua thì em sẽ tặng cho các bác những con tụ cán. Đây, tụ cán đây. Tặng cho các bác về đấu vào ha. Còn bác nào mà có phân tầng trong loa rồi thì các bác xài phân tầng. Còn không thì xài tụ như vậy các bác này. Gắn tụ ở ngoài cũng được. Đấy, ba cặp chép CBL ha. Tất cả là hàng zin nguyên bản hết. Đấy, tất cả là zin đẹp hết ha. Và hoạt động hoàn hảo rồi. Các bác mua về là chỉ việc xài thôi. Đấy, CBL2412H. Rồi em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, mỗi cặp là 2,8 triệu ha. Mỗi cặp là 2,8 triệu các bác này. Là em bao ship. Đấy, em có 3 đôi ha. 2,8 triệu một đôi là em bao ship. Đấy, tặng kèm cho các bác hai con tụ cán này. Đấy, 2,8 triệu một đôi ha, bao ship toàn quốc. Rồi và em lấy ra em quay tiếp tục những mặt hàng khác ha. Đấy, đây là cặp chép kèn của Victor. Đấy, được tháo trong loa Victor ha. Bát 30 đấy. Đấy, họng kèn này giống nhau hết này. Đây các bác xem, củ kèn rất là to. Đấy, củ CVC các bác, CVC Victor nó là như nhau ha. Đấy, em tháo trong loa Victor 505 đấy, bát 30. Đấy, củ từ rất to các bác. Cái tiếng rất là mịn ha. Đấy, cái tiếng của nó là cực kỳ là mịn luôn. Chép Nhật này. CVC này các bác, da băng này. Đấy, củ từ đây, sắt xi 7 màu. Các bác nghe rất là mịn ha, cái tiếng nó sáng. Đấy. Rồi, cặp này tất cả là nguyên bản hết. Nguyên bản và hát hoàn hảo rồi ha. Đấy, em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, cả họng, cả chép và tụ ha. Đấy, có tặng kèm tụ cho các bác này. Đấy, 2,6 triệu các bác ha, 2,6 triệu là em bao ship. Đấy, 2,6 triệu cặp này ha, em bao ship. Rồi, và tiếp theo là một vỉ súp điện các bác này. Vỉ súp điện ha. Đấy, và cái thương hiệu là Mitsubishi này các bác. À, Mitsubishi ha. Đấy, điện của nó là 120V này. Đấy, công suất 68W ha. Rồi, đây là nút nguồn đây, tắt mở đây. Hàng bãi về các bác này. Đấy, hàng công Mỹ về ha, điện 120V. Đấy. Và đây là những cái nút volume này, nút cắt tầng này các bác. Đường vào AV đây ha, vào tín hiệu. Đấy, dây nguồn đây. Vỉ súp điện Mitsubishi ha. Rồi, và bên đây là cái hộp ha. Họ ốp lại những cái vỉ mặt trong đây này. Đấy, bo mặt trong đây ha. Tất cả là nguyên bản hết và hoạt động hoàn hảo rồi các bác. Các bác mua về là chỉ việc xài thôi ha. Lên thùng hoặc là mình thay thế. Rồi, đây là có sợi dây cắm vào loa này. Này, cắm vào cái bát ha. Và cái sợi dây này thì xài cho bóng điện báo các bác, cái đèn báo ha.
Rồi, về shop này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đây, tất cả là hàng nguyên bản ha. Nguyên bản và hát tốt rồi. Đây, các bác mua về xài thôi. Gắn vào bát 25. Rồi, và cái vỉ này là 1 triệu đồng các bác. Về shop điện này ha, 1 triệu đồng là em bao ship này. Và đây là cái bát đây. Đây là cái bát ha. Đấy, bên kia họ dán gần hơi xấu các bác. Thay gần ha, dán keo nó hơi lem. Đấy, nhưng mà tất cả là còn ngon lành hết, xài bình thường ha. Đấy, tất cả là zin hết các bác. Đấy, một cái bát hàng bãi về luôn. Cũ từ đây. Bác nào về thay thế ha. Rồi, tất cả là nguyên bản hết, bát 25. Đấy, cái bát này thì em bán là 300.000 ha. 300.000 là em bao ship. Đấy, về sấp 1 triệu bao ship này. Rồi, và tiếp theo là những cặp loa chép. Đấy, đây là hai cặp chép của CBL 8330 ha. Được tháo loa 8330 và dòng chép là chép TLX các bác này. Đấy, cái dòng chép này thì được ráp lên nhiều dòng loa của CBL ha. Những cái dòng loa mà giá bình dân ấy, những dòng loa cây hoặc là những cặp loa nằm ha, 8330. Rồi, tất cả là hàng nguyên bản các bác. Có một cái này thì nó bị gãy một cái nhựa trắng trắng ở trước này các bác. Đấy, cái miếng nhựa trắng này nè. Đấy, ở phía trước ha thì cái này nó bị gãy rồi. Đấy. Chỉ là cái nhựa thôi ha, chứ không phải là cái gì đâu, không ảnh hưởng chất âm các bác. Đấy. Thì cặp này thì sẽ có giá mềm hơn ha. Gãy một cái nhựa ngoài này thôi. Rồi, và đây là phía bên sau đây. Chép đom ha. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết, zin hết. Đấy, phía sau của chép đây. CBL 8330. Đấy, tất cả là nguyên bản và hát hoàn hảo rồi. Các bác về lên thùng hoặc là mình để ở ngoài ha, mình tăng giải chép lên. Đấy, chép CB thì các bác yên tâm ha, tiếng rất là sáng. Đấy, dùng để nghe nhạc hoặc là karaoke, các bác gắn tụ vào các bác karaoke được luôn ha. Rồi, em cũng xin báo giá luôn. Đấy, cái cặp mà nguyên hết này, nhựa còn nguyên hết, cặp này là 800 ha. Cặp này 800 bao ship này. Bao ship các bác ha, còn cái cặp này là mất một cái nhựa, cặp này là 700 ha. 700 bao ship này. Đấy, cặp này 700, cặp này 800. Rồi, và tiếp theo là hai cặp chép của Bose 301 Series 2. Đấy, chép tháo thùng của 301 Series 2 ha. Đấy, cặp này thì được bọc từ này. Rồi, em quay cái màng trước ha, để dính bụi các bác. Đây, cái màng thì còn rất đẹp. Đấy, màng của chép đây. Tất cả là nguyên bản 100% ha, nguyên zin nguyên bản hết. Đấy. Nguyên zin nguyên bản các bác, màng còn rất đẹp ha. Và hoạt động hoàn hảo rồi, các bác mua về chỉ việc xài thôi. Rồi, và đây là phía sau cả bốn cái. Cái này thì được bọc từ này. Đấy, họ bọc một cái miếng cao su ở ngoài ha, miếng nhựa ở ngoài. Nó cũng như nhau các bác, bên trong nó như nhau luôn, không khác một cái gì luôn ha. Và chất âm nó cũng là một thứ một, không khác gì hết. Đấy, chỉ có cái đời này nó sâu hay gì này là nó được bọc từ này. Rồi, đây là phía sau đây. Tất cả là nguyên bản hết các bác yên tâm. Rồi, chép Bose 301 Series 2 cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy. Mỗi cặp là 1.3 triệu ha. Mỗi cặp là 1.3 triệu em bao ship các bác. Đấy. Mỗi cặp là 1.3 triệu bao ship ha. Tất cả là zin hết. Rồi, và tiếp theo là hai cặp loa Ramsa A500 và một cặp Ramsa A200. Dòng này là chuyên karaoke của Nhật ha. Tiếng cực kỳ là sáng luôn. Đấy, nó về tiếng các bác ha. Dòng này chơi cực kỳ hay, karaoke tiếng rất bay mà giá thì cũng rất là tầm trung. Rồi, đây là hai cặp A500 trước này, màu trắng ha. Đây, em về hai cặp này cực kỳ đẹp các bác. Đây là phía trên đây ha. Hai cặp này còn mới lắm. Đây là những cái ốc e căng em bỏ trên đây. Rồi, cặp số 1 này các bác xem này, rất mới luôn. Và cặp số 2 cũng vậy. Hai cặp này đẹp như nhau ha. Đây, cái tuyến này căng các bác đã xem này. Chữ Ramsa logo ở dưới ha. Rồi, hai cặp này rất là mới. Đây căng đây. Rồi, đẹp xuất sắc ha. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem bên trong tuyến loa này. Trang bị bộ bát 30, một chép kèn ha. Cái đời này thì cái bát nó đánh lực hơn so với cái đời A200. Đấy, và cái giá của nó cũng cao hơn ha. Cao hơn A200. Nhưng mà mình nghe nó đánh lực hơn các bác, bát nó uy lực hơn nha. Rồi, các bác cùng xem tổng thể này. Đấy, rất là mới luôn. Hai cặp này về là nó siêu đẹp luôn ha. Bát 30 các bác này. Bát 30
màng bát rất đẹp ha, gân vải tẩm dầu. Một chiếc kèn phía trên đây, hai lỗ thông hơi. Rồi, và đây là cái bên đây ha. Rồi. Bên trong siêu đẹp, các bác yên tâm ha, và tất cả là zin tuyệt đối hết. Rồi, đây là cặp số 2 đây, cái đầu tiên này. Rồi. Rất ít khi em về được những cặp mà đẹp như vậy ha. Nói về dòng đam xa. Đấy, quá đẹp các bác. Bình thường những cặp này nó hay chảy lắm. Rồi, bên hông này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo là phía sau. Phía sau cặp số 1 đây ha. Đấy, nó cũng có một ít xước, nhẹ nhẹ thôi các bác. Thùng nhựa thì nó phải có xước ha. Mà xước rất là nhẹ, tổng thể lại còn cực kỳ đẹp này. Chữ đam xa phía sau này. Phần dưới này các bác này. Đấy, cái thứ hai đây. Rồi, và các bác cùng xem đây ha. Đây, cái Made in Sabang này, sản xuất tại Nhật Bản luôn ha. Loa 8 ohm, công suất là 200W một thùng ha. Đây, cái model là WSA500 này các bác này. Đây, và dưới là cái đường vào loa 6 ly hoặc là đỏ đen này. Đây, cắm dây ha. Rồi, tiếp theo là cặp số 2 đây. Rồi. Nó đẹp như nhau hết các bác, cứ yên tâm ha. Và cái tem loa thì nó cũng vậy thôi. Đây, em lấy nét cho các bác ra xem. Đây, Made in Japan này các bác này. 200W ha, 8 ohm. Đây, A500 đây. Cầu loa cũng như nhau hết. Rồi, và em sẽ báo giá ha. Cuối clip thì em sẽ mở nội thất cho các bác xem. Đây, em báo giá trước cho các bác nắm ha. Đây, mỗi cặp là 8 triệu 7 các bác. Đây, 8 triệu 7 một cặp ha, là em bao ship toàn quốc này. Đấy, 8 triệu 700 một cặp là em bao ship. Rồi, cặp A200 thì nó rẻ hơn. Đấy, nó rẻ hơn cũng tầm hơn 1 triệu. Đây là cặp A200 này. Đấy, cũng còn rất đẹp ha. Màu đen phía trên đây. Cặp này cũng còn đẹp lắm. Đây là phía trước. Đấy, e càng còn đẹp ha. Có chữ đam xa màu trắng này. Rồi, và tiếp theo là bên trong. Đây, những cái ốc e-căng thì em tháo em bỏ đây này các bác này. Rồi, đây là bên trong đây. Hầu như là cái bát thì nó như nhau ha. Đây, nó cũng trang bị bát 30 luôn. Ngân vải tẩm dầu như nhau hết. Chép kèn đây, hai lỗ thông hơi. Đây, hầu như là nó thiết kế như nhau hết ha. Rồi, và bên hông đây. Thùng vắt nó cũng tương tự nhau. Và phía sau cũng vậy ha. Đây, cặp này màu đen. Đấy, các bác xem này, phía sau ha. Hàng bãi Nhật về, cũng còn khá là mới. Rồi, đây là cái thông số này. Đấy, WSA200, 8 ohm, 250W ha. Đấy, ở dưới này cầu loa giống nhau hết này, 6 ly hoặc là đỏ đen. Đấy, cặp này nó đề công suất lớn hơn cặp kia luôn. Nhưng mà lực đánh thì thằng kia nó lại lực hơn các bác. Đấy, chắc là đời cao nó làm tốt hơn ha. Rồi, cặp A200 em cũng xin báo giá với các bác luôn. Cặp này là 7 triệu 4 ha, 7 triệu 4 bao ship. Rồi, và em sẽ mở nội thất ra cho các bác xem bên trong. Đây là bên trong nội thất của cặp A200 các bác này. Đấy. A500 với A200 thì cái cụ từ nó cũng như nhau ha. Đấy, cụ từ nó cũng tương đương nhau. Này, có chữ đam xa này, sa băng này các bác này. Đấy, sashi 7 màu ha. Cụ khá là dày. Rồi, và đây là cụ A200 này. Đấy, hầu như nó cũng không khác gì ha. Nhưng mà nghe nó lại lực hơn một xíu các bác. Rồi, và đây là cái củ chép của A200 đây. Sa băng này. Đấy, củ cũng khá là dày ha. Đấy, tiếng rất là sáng. Những dòng của Nhật karaoke ha. Rồi, đây là tổng thể củ chép. Và đây là cái phân tầng bên trong này. Đấy, phân tầng to các bác. Bơm thủy âm bên trong ha. Rồi, và tiếp theo là cặp A500 đây. A500 thì củ chép nó gấu hơn. Đây các bác xem này. Củ to hơn ha. Đấy, khủng hơn. Tổng thể cái chép đây. Rồi, phân tầng thì em thấy nó cũng thôi như nhau ha. Tự tự nhau. Đấy, bông tự âm hai bên. Rồi, các bác vừa xem qua bên trong ha. Tổng thể nội thất của hai dòng đam xa. Đấy, A500 ha. 8 triệu 7 bao ship một cặp. A200 là 7 triệu 4 ha. Để bắt đầu quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.